Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông Huyền Bí, trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi kiến thức phong thủy hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn bởi Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới hiện nay. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ video mới nhất nào của Phương Đông Huyền Bí về tử vi cũng như là phong thủy được ứng dụng trong đời sống hàng ngày quý vị nhé. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đang đến với kênh Phương Đông Huyền Bí. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Thưa quý vị, người Việt Nam ta có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được truyền lại từ ngàn đời, và nén hương là phương thức để truyền tải nỗi nhớ, lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc tiền nhân tổ tiên. Thắp hương là một việc làm diễn ra thường xuyên vào các ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều gia đình chưa nắm hết được những nguyên tắc cơ bản, vô tình phạm phải những điều kiêng kỵ trong tâm linh. Và các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra một lỗi đại kỵ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như tài vận của cả gia đình, đó chính là thắp hương vào thời điểm không phù hợp. Vậy thời điểm nào trong ngày chúng ta không nên thắp hương lên bàn thờ gia tiên? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để tìm câu trả lời cho vấn đề này quý vị nhé. Đặc biệt, để gia đình luôn được ông bà tổ tiên độ trì ban lộc thì hãy thỉnh ngay linh phù trừ tà do chính tay Master Phùng Phương khai quang để đặt lên bàn thờ, giúp gia tăng sinh khí cho không gian thiêng liêng này nhé. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0984 024 021 hoặc truy cập fanpage Master Phùng Phương nhé. Thứ nhất là ý nghĩa của việc thắp hương trên bàn thờ. Không đơn giản là một món hàng hóa bình thường, mà nén hương thơm chính là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt từ xưa đến nay. Vì vậy, mỗi khi nén hương được thắp lên, đặc biệt là trong ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết, cũng là lúc sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương được kết nối sâu sắc nhất. Không những thế, việc thắp hương còn mang ý nghĩa thể hiện lòng hiếu kính của thế hệ con cháu đối với ông bà, tổ tiên, những người đã khuất, cũng như là thể hiện đạo lý tốt đẹp của người Việt uống nước nhớ nguồn. Thứ hai, ngày mùng 1 có nên thắp hương buổi tối hay không? Hiện nay thì không chỉ vào những ngày giỗ chạp hay là dịp lễ Tết, mà những ngày bình thường thắp hương cũng trở thành thói quen của rất nhiều gia đình, bởi vì mùi thơm dễ chịu của hương khiến cho không gian của ngôi nhà trở nên ấm áp và yên bình hơn. Không những thế, mùi thơm này của hương còn có tác dụng giúp trừ tà, tẩy uế, cũng như là đẩy lùi các loại âm khí để thu hút dương khí, mang lại những bình an, may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Buổi tối thường là thời gian nghỉ ngơi của con người sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, và cũng là lúc các thành viên trong gia đình tĩnh tâm, thả lỏng để thư giãn. Vì vậy, thắp hương mùng 1 vào buổi tối là điều hoàn toàn không nên. Bởi vào thời điểm này, vong linh lang thang, oan khuất sẽ bắt đầu xuất hiện rất nhiều. Và nếu gia chủ thắp nhang khấn vái mời vong linh không đúng, sẽ là cơ hội khiến cho ma quỷ, vong linh xâm nhập vào gia đình để quấy phá, gây rối loạn. Do vậy, các gia chủ nên kiêng thắp hương buổi tối bởi những lý do về tâm linh cũng như là về sức khỏe và hạn chế phòng ngừa cháy nổ một cách tối đa. Đồng thời, khi thắp hương, các bạn nên lưu ý lựa chọn và sử dụng những loại hương sạch có mùi thơm thuần mộc, dễ chịu và có tính thư giãn đầu óc. Thực tế, trên thị trường hiện nay xuất hiện không ít các loại hương kém chất lượng với mùi thơm khó chịu và có hại cho sức khỏe của con người. Không những thế, loại hương tẩm hóa chất này khi được thắp lên còn tạo ra màu khói đậm, đen, gây ô nhiễm tới không khí linh thiêng của không gian thờ cúng. Do vậy, việc lựa chọn loại hương tốt, đảm bảo chất lượng để thắp hương cho gia tiên là yếu tố vô cùng quan trọng mà các bạn không nên xem nhẹ và bỏ qua. Theo đó, các bạn nên đến với những địa chỉ cửa hàng uy tín đảm bảo chất lượng để mua được loại hương có mùi thơm an toàn, dễ chịu và mang lại cảm giác thư thái, thoải mái cho gia đình khi sử dụng. Thứ ba, nên thắp hương mùng 1 vào lúc nào trong ngày?
Khi nén hương được thắp lên cũng đồng thời là lúc sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương, hữu hình vô hình được kết nối sâu sắc nhất. Cùng với đó thì thắp hương cũng là cách giúp con cháu bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn của mình đối với những người đã khuất, với ông bà tổ tiên trong gia đình của mình. Với những ý nghĩa tâm linh đặc biệt đó, thời gian thắp hương tốt nhất trong ngày mùng 1 mà gia chủ nên ghi nhớ đó chính là vào mỗi buổi sáng sớm. Mùi thơm của nén hương khi được thắp lên sẽ tạo nên bầu không khí ấm cúng, yên bình và vô cùng thư giãn, thoải mái. Hơn thế nữa, khởi động ngày mới của tháng bằng việc thắp một nén hương cho ông bà tổ tiên cũng là cách giúp cho bạn có năng lượng dồi dào hơn, tràn đầy sức sống hơn và ngày sẽ trở nên tươi mới hơn rất nhiều. Thưa quý vị, thắp hương mùng 1 vào buổi tối là một việc làm tuyệt đối không nên làm vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như sự an toàn của chúng ta. Do đó, ngay từ hôm nay, quý vị hãy thay đổi thói quen này nhé. Bên cạnh việc kiêng kỵ thắp hương vào buổi tối thì khía cạnh tâm linh cũng chỉ ra nhiều vấn đề cần lưu ý trong quá trình thắp hương lên bàn thờ để tránh mất lộc. Nếu chẳng may phạm phải một trong những lỗi cấm kỵ này thì quý vị hãy đặt lên bàn thờ linh phù trừ tà để hóa giải nhé. Còn bây giờ, hãy cùng xem có những điều kiêng kỵ nào trong quá trình thắp hương quý vị nhé. Ông bà hay quan niệm rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thật vậy, làm gì cũng vậy, cũng phải có những điều kiêng cứ như vậy mới đem đến bình an và tài lộc thịnh vượng cho gia đình mình. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về những điều kiêng kỵ khi thắp hương. Thứ nhất, không nên thắp hương với đồ giả. Trái cây và các loại hoa giả khá thường thấy trong các gia đình Việt Nam. Người ta hay đặt chúng lên bàn thờ để góp phần thêm sinh động. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới việc thờ cúng của gia đình. Hoa giả sẽ làm tiêu tan những phúc khí của gia chủ có được trong năm, thậm chí là mang đến điểm xui rủi, khiến cả gia đình gặp vận ly tán, đau khổ. Tốt nhất bạn nên dùng hoa tươi, quả thật trong thờ cúng. Thứ hai là dùng số lẻ để cúng bái. Tùy việc cúng lễ, số lượng nhang thắp là khác nhau. Chẳng hạn trong lễ cúng cô hồn, chúng ta sử dụng 3 cây nhang tăm loại trầm hương. Còn với cúng ông địa và thần tài, số lượng hương sử dụng là 5 cây. Tuy nhiên, dù là bất cứ nghi lễ nào đi nữa, thì số lượng cây nhang vẫn phải là một số lẻ, từ đó đảm bảo thích hợp với quy luật âm dương phong thủy. Khi thắp hương, bạn cần chú ý ghi nhớ điều này, quý vị nhé. Thứ ba là không cho cát vào lư hương. Rất nhiều gia đình đang dùng cát để trong lư thờ cúng. Cát là rất dễ kiếm và thường gặp ở trong cuộc sống và có giá thành rất rẻ. Bên cạnh đó, đặc tính của cát giúp chúng có khả năng giữ được những chân hương khi cắm xuống, nhờ đó mang tới thuận tiện trong việc thờ cúng. Tuy nhiên, cát là một vật liệu không tốt theo phong thủy. Phương diện tâm linh cho rằng cát trong lư hương sẽ khiến gia đình không hòa thuận, đặc biệt nó khiến mọi công việc bị đảo lộn và gia đình gặp nhiều điều xui rủi trong công việc và làm ăn. Khi bốc lư hương, bạn nên lưu ý lựa chọn bốc lư hương bằng tro sạch. Loại tro này cần được đốt từ rơm nếp hay là rơm tẻ sạch, bóng, đẹp. Sau đó sử dụng dây để sàng lọc nhiều lần, loại bỏ các tạp chất. Chỉ khi đó nó mới phù hợp với việc thờ cúng của gia đình. Thứ tư, không ăn mặc hở hang khi thắp hương. Thắp hương là một trong những nghi lễ trang trọng tại gia đình. Chính vì vậy, việc này phải được thực hiện một cách thành kính và trang nghiêm. Mọi người không nên ăn mặc quá hở hang hay là mặc quần áo không phù hợp khi thắp nhang, vì nó biến không gian trang nghiêm thành thiếu thành kính trang nghiêm. Tốt nhất bạn nên lựa chọn quần áo dài, không hở hang và gọn gàng, từ đó thắp hương theo cách đúng đắn và cầu xin những điều may mắn nhất cho gia đình. Thứ năm là không thắp hương bằng hoa quả đã chín quá hay là những loại mọc sát đất. Những quả sinh trưởng ở sát đất thường được quan niệm là không sạch sẽ.
chúng không nên được đặt ở trên mâm cúng ở bàn thờ linh thiêng. Những loại trái cây quá chín, nấu cũng không phải lựa chọn tốt cho việc thờ cúng, bởi chúng là biểu hiện của sự suy tàn, hư hỏng. Tốt nhất bạn nên chọn những loại hoa quả mọc ở trên cao, có hương thơm dịu nhẹ. Đặc biệt, hãy chú ý chọn những quả thơm ngon, vừa chín tới với màu sắc tươi đẹp. Nó sẽ khiến việc thờ cúng trở nên ý nghĩa và trang trọng hơn. Thứ sáu là không sử dụng những loại trái cây có gai nhọn. Sầu riêng, mít, những loại trái cây có gai nhọn cũng không nên đặt ở trên bàn thờ. Chúng không phù hợp cho việc thờ cúng. Theo phong thủy, gai nhọn là biểu hiện của sự sát thương. Chúng sẽ làm tiêu tan và ảnh hưởng mạnh mẽ tới vận khí tốt của gia chủ. Chính vì vậy, mọi người cần chú ý loại bỏ những loại trái cây này trong mâm cúng của gia đình. Thứ bảy là không nên sử dụng nhang kém chất lượng. Những loại hương kém chất lượng cũng là điều cần phải tránh. Chúng chứa nhiều tạp chất có thể ảnh hưởng tới việc thờ cúng. Đặc biệt, trong hương có thể chứa rất nhiều chất độc hại, gây ảnh hưởng tới không khí và sức khỏe của người sử dụng. Thứ 8 là một số lưu ý khi thắp hương. Nếu thắp hương ở đình, miếu, đường xá, người ta sẽ sử dụng các bài văn khấn để mời đúng vong linh của người mình cầu về. Bởi đây là những nơi có nhiều vong hồn lang thang. Nếu sử dụng không đúng bài cúng, có thể khiến các lễ vật rơi vào các vong linh khác. Ngoài ra thì khi thắp hương, gia chủ sẽ phải dâng hương bằng cả hai tay và thể hiện lòng kính cẩn, niềm tin tâm linh của mình. Việc cầm hương vào hai tay sẽ thể hiện được tấm lòng ngay thẳng, sự kính trọng của người thắp hương đối với người đã khuất và thế giới tâm linh. Hãy lau dọn bàn thờ cẩn thận và lau sạch bằng nước ấm trước khi thắp hương, bởi bàn thờ chính là phong thủy của ngôi nhà. Khi thắp hương bàn thờ tổ tiên, các bạn cần tắt các thiết bị âm thanh như là loa, đài, TV và các loại âm thanh để tổ tiên có thể lắng nghe được những tâm tư, nguyện vọng của người khấn, quý vị nhé. Như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, quý vị đã nắm được những điều kiêng kỵ khi thắp hương lên bàn thờ gia tiên chưa ạ? Chúng tôi hy vọng với những lý giải đầy đủ và chính xác vừa rồi sẽ giúp quý vị có được kinh nghiệm thờ cúng hữu ích, giúp mang lại bình an, yên vui và nhiều tài lộc may mắn cho gia đình quý vị. Cũng đừng quên sở hữu bộ tam phẩm trừ tà mà chúng tôi đã gợi ý để cải thiện tài vận quý vị nhé.